so sánh Honda Vrio 2018 và Toyota Wigo 2018 đại chiến tân binh hạng A. Honda Vrio sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội hơn Toyota Wigo như thiết kế, vận hành và trang bị. Tuy nhiên, thế cuộc có thể thay đổi nếu giá xe cao hơn dự đoán. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, Honda Việt Nam đã chính thức trình làng mẫu xe Honda Vrio Thông qua triển lãm VMS 2018, Honda Brio được coi là sản phẩm chiến lược của Honda tại phân khúc xe hạng A của nước ta nhờ thiết kế nhỏ gọn. Trước đó, Brio là mẫu xe nổi bật của hãng xe Nhật tại thị trường Indonesia và Thái Lan. Nếu xét trên thị trường ô tô hạng A, Toyota Wigo cũng là một trong những cái tên mới và đồng thời cũng là xe nhập khẩu. Vậy nên, cho dù Brio chưa bán ra ở nước ta, nhưng đã được so sánh rất nhiều với Tota Wigo. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh xe Honda Brio 2018 và Tota Wigo 2018 để giúp người đọc có cái nhìn chi tiết và chân thực nhất về hai mẫu xe hạng A này. Được biết, Honda Brio hiện chưa công bố giá chính thức và tới năm 2019, tới mới chính thức được bán ra. Ở Indonesia, Brio có giá từ 9.150 đến 12.510 USD, tức là tương đương với từ 209 đến 286 triệu Việt Nam đồng. Các chuyên gia dự đoán rằng chiếc xe này sẽ có giá vào tầm khoảng 400 triệu khi về Việt Nam, tương tự như các mẫu xe khác thuộc phân khúc xe hạng A. Khác với Brio, Toyota Wigo hiện đã mở bán ở Việt Nam được 2 tháng. Mẫu xe hạng A nhà Toyota bán ra với hai phiên bản số tự động và số sàn tại Việt Nam. Nếu xét về kích thước, Honda Brio có thông số chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 3815mm chiều dài tổng thể, chiều rộng 1680mm và chiều cao 1485mm tức là lớn hơn Wigo khoảng 155mm chiều dài, 80mm chiều rộng và 35mm chiều cao. Vậy nên, bề ngoài của Brio chắc chắn sẽ bệ vệ hơn đối thủ. Tuy nhiên, điểm đáng nói là chiều dài trục cơ sở của Wigo lại lớn hơn Brio 45mm, giúp cho không gian bên trong xe rộng rãi hơn rất nhiều. Về thiết kế, các chuyên gia đánh giá Honda Brio có vẻ đẹp khá trẻ trung mạnh mẽ, trong khi Wigo lại có cảm giác tương đối trung tính và thường thường. Thậm chí, nhiều người tiêu dùng còn cho rằng thiết kế của Wigo thiếu điểm nhấn hay nặng lời hơn là như xe tàu, nhất là ở các chi tiết nội thất. Ở phần đầu xe, Honda Brio sở hữu bộ đèn pha khá gọn và thể thao, nhưng lại không phải dạng thấu kính projector như Toyota Wigo. Prio và Wigo đều sử dụng đèn định vị ban ngày dạng LED và đèn hậu halogen. Dù vậy, Toyota Wigo tiếp tục mất điểm khi khu vực tay nắm cửa và anten của xe quá lỗi mốt. Điểm nhấn của Prio nằm ở lưới tản nhiệt Exciting H-Design với, với thang ngang cỡ lớn chính giữa. Ngoài ra là giải đèn ban ngày LED và đèn hậu chữ C khá đẹp mắt. Ở phía Wigo, xe nắp đặt lưới tản nhiệt nan đơn mạ chrome và hốc gió lục giác sắc sảo. Capo của mẫu xe nhà Tota có đường gân khá rõ ràng. Cùng tiến về phía thân xe, Prio giữ vững phong cách thể thao khi dập gân cơ bắp ở thân xe, trong khi Wigo lại khá mềm mại. Nhiều khách hàng chắc chắn sẽ rất hài lòng với đường ốp sườn ở điểm giáp gầm xe đầy uy lực mà Prio sở hữu. Mâm xe của Brio là dạng 15 inch trong khi Wigo là 14 inch, phối hai màu. Cả hai xe đều sử dụng gương xe chỉnh gập điện gắn đèn LED báo rẽ. Tay nắm cửa của Wigo có thiết kế kiểu cổ điển trong khi Brio lại là tay nắm kiểu mới thời trang hơn và cùng được sơn cùng màu với thân xe. Brio 28 và Wigo 28 đều có đuôi xe là khu vực đẹp và cá tính nhất trên xe. Brio sở hữu đuôi xe hấp dẫn với cánh hướng gió và đèn báo phanh đặt cao. Anten trên xe là dạng cột với đèn hậu góc cạnh vuốt dài về hông xe. Phần nắp cửa sau của xe nhỏ gọn trong khi ống xả lại khá đặc biệt được coi là mới lạ nhất trong phân khúc. Ở phía Wigo, chiếc xe vẫn giữ dáng vẻ cứng nhắc ở phía đuôi nhưng cũng có thể coi là có phong cách riêng. Dù mẫu xe nhà Toyota vẫn có khuyết điểm là phải bấm chốt ở dưới ghế lái mỗi khi mở cốp, điều này khá bất tiện nếu so với các mẫu xe khác trong phân khúc. Bước vào khoang nội thất, Honda Brio tiếp tục chiến thắng đối thủ Wigo về thiết kế. Chiếc xe nhà Honda trông hiện đại, mới mẻ và hoàn toàn ăn đứt sự tầm thường của Toyota Wigo. Mẫu xe hạng A nhà Toyota mất điểm rất nhiều khi sử dụng điều khiển điều hòa dạng núm xoay cho cảm giác vô cùng cũ kỹ và lỗi thời. Trong khi trang bị điều hòa trên Brio là dạng tự động, cả hai mẫu xe đều sử dụng ghế bọc nỉ, chỉnh tay đi kèm hàng ghế sau có thể gập gọn để tăng diện tích nếu cần chứa thêm hành lý. Điểm mạnh của Wigo nằm ở thiết kế khá rộng rãi và thoải mái Hàng ghế sau của xe cũng có tựa đầu thứ ba khá hiếm trong phân khúc, dù vẫn gặp hạn chế vì độ dày của ghế. Được biết, hàng ghế trước của Guigo sẽ có tựa đầu cố định, sẽ không thoải mái bằng của Brio, có thể nâng lên hạ xuống tùy theo sở thích của người ngồi. Cả hai xe đều sử dụng vô lăng ba chấu bọc da cơ bản, tích hợp một vài phím bấm chức năng như đàm thoại rảnh tay hay chỉnh âm lượng. Về đồng hồ lái, Brio và Wigo cùng sử dụng dạng ba vòng tròn, nhưng cách sắp xếp không quá giống nhau. Với Brio thì ba vòng tròn trên đồng hồ lái bị tách rời, gắn thêm đèn eco báo hiệu chế độ chân ga tiết kiệm. Vì đều là sản phẩm xe hạng A, giá rẻ nên Honda Brio và Toyota Wigo chỉ có lượng trang bị giải trí ở mức cơ bản. Cả hai xe đều sử dụng điều hòa chỉnh tay truyền thống hệ thống thông tin kết nối CD, Bluetooth, USB, AUX. Ở phía Brio có thêm đầu 2zin một màn hình cảm ứng 6,1 inch tiện dụng. Các chuyên gia đánh giá Toyota Wigo và Honda Brio đều có lượng trang bị khá đủ dùng và phù hợp với giá tiền của xe hạng A tại Việt Nam. Tương tự như trang bị giải trí, loạt tính năng an toàn trên Honda Brio và Toyota Wigo cũng rất cơ bản. Cụ thể, hai mẫu xe đều có sẵn hệ thống chống bó cứng phanh và hai túi khí. Honda Brio Rio hiện đại hơn với cảm biến tốc độ, camera lùi, khóa cửa tự động và phân phối lực phanh điện tử. Hiện tại, Toyota Wigo đang sử dụng động cơ 1.2 lít 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 87 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua 4.200 vòng phút xe đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Còn Honda Brio lắp đặt động cơ 4 xi lanh I-VTEC SOHC 1.2L cho công suất cực đại 90 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng phút kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT công nghệ Earth Dream cho cảm giác mượt mà tăng tốc tốt. Có thể nói, Honda Brio tiếp tục dẫn trước cả về sức mạnh và độ linh hoạt của hộp số so với Toyota Wigo. Rõ ràng công suất của Brio dẫn trước đối thủ và hộp số vô cấp của Brio cũng đem lại trải nghiệm thú vị hơn so với Wigo. Như vậy, nếu đánh giá một cách khách quan, chúng tôi cho rằng chiến thắng của Honda Brio trước Toyota Wigo là không cần bàn cãi. Chiếc xe hạng A của Honda sở hữu thiết kế hấp dẫn, cá tính, động cơ mạnh mẽ và lượng trang bị dồi dào hơn đối thủ rất nhiều. Điểm mạnh duy nhất của Toyota Wigo đơn thuần chỉ là sự rộng rãi, nhưng thực tế vẫn không đủ vớt vát lại phần nhìn quá sơ sài của mẫu xe. Nhiều người tiêu dùng cũng nhận xét rằng Toyota Wigo có giá bán không xứng với chất lượng mà chiếc xe đáng có. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng Wigo vẫn có lợi thế hơn ở cái tên Toyota và thời điểm mở bán sớm hơn Brio hiện tại chưa phân phối ra tại Việt Nam và chúng ta vẫn cần phải đánh giá lại chiếc xe này một lần nữa khi Honda công bố giá bán chính thức. Còn nếu xét trên phương diện tạm thời rằng hai mẫu xe này nếu có giá tương đương nhau thì có lẽ Wigo sẽ cần phải cố gắng nhiều để giành lấy thị phần từ tay tân binh Honda Brio.